Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC. Thì hôm nay mình sẽ làm về video về xu hướng của BTC trong cái thời gian ngắn hạn sắp tới. Bản chất là kịch bản của mình thì về cơ bản nó vẫn vậy thôi, nó vẫn đang đi theo đúng cái xu hướng và cái kịch bản từ những cái video trước mà mình đã gửi cho các bạn. Thì hôm nay thì mình có làm thêm một cái số cái tín hiệu mà chúng ta có thể nhận định để chúng ta có thể kiếm một chút lợi nhuận trong cái xu hướng của BTC, nó khả năng nó sẽ hồi nhẹ lên. Thì nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất mà mình làm. Nếu mà mình check và mình thấy những cái con Ancoin nó có khả năng bay thì mình sẽ làm video và mình up luôn lên cho các bạn là chúng ta có thể bắt cái con sóng hồi này. Thì ok, quay trở lại cái xu hướng của ngày hôm nay. Thì cũng như cái video ngày 21 mà mình làm, tức là cái video về kế hoạch bắt đáy Ancoin nó như thế nào ấy, thì mình cũng đã phân tích đến câu chuyện là giá của BTC nó khi mà nó ở cái vùng này, tức là nó từ đây nó rút chân lên nó hồi, thì mình nhận định được khả năng nó sẽ hồi về khung từ 4445 và có khả năng nó sẽ quay đầu trở lại. Thì cái video đấy mình có để ở cái đường link bên phía tay phải đấy, các bạn có thể vào xem lại ở phút thứ 5.25. Thì mình đã nhận định được là rất có khả năng nó sẽ có một cái đợt hồi lên đến 4445 và sau đó nó có khả năng nó sẽ quay đầu, nó đảo chiều. Và cái lần thứ hai nó đảo chiều thì nó quay trở lại, nó test vùng 40, nhưng sau đó nó lại bị bên mua ngược trở lại, bên mua lại quay trở lại chiếm ưu thế rất là mạnh mẽ, kết thúc bằng thứ nhất là một cái cây nến đuôi dài bên dưới rút chân, thể hiện cho cái lực mua rất là mạnh. Tiếp theo đó là lại là một cây xanh H4 đẩy lên, thị trường đẩy lên. Thì cái lần thứ hai mà giá nó chạm vùng 40 này và nó bật lên thì đây là một cái tín hiệu đẹp hơn rất là nhiều so với cái tín hiệu trước này, cái H4 trước này. Thì bản chất cái H4 trước này mình nhảy vào là cũng là còn hơi sớm, chứ chưa phải là cái thời điểm đẹp nhất. Thực ra thời điểm đẹp nhất là cái lần thứ hai nó test lại và nó không khẳng định được xu hướng, tức là nó không phá được nữa mà nó quay trở lại, nó hồi trở lại. Thì cái lần thứ hai là nhảy vào thị trường Ancoin mới là lý tưởng. Mặc dù hiện tại xu hướng hiện tại của Ancoin thì đa phần là giảm nhẹ và đi ngang chứ nó không tăng, nhưng mà mình thực ra thì nếu mà nó trụ vững, tức là cái quan trọng nhất bây giờ là nếu mà nó trụ vững vùng 40k thì cái việc Ancoin nó sẽ có một nhịp hồi thì nó là cái điều rất là hiển nhiên thôi. Thì vấn đề bây giờ là chúng ta phải xem xét được là cái vùng 40 nó có trụ vững được hay không, cái giá nó tương tác với cái vùng 40 là như nào. Nhưng mà với cái lần thứ hai nó chạm như này ấy, thì mình nghĩ được nó sẽ có một cái xu hướng hồi nhẹ lên đến khoảng tầm quay trở lại, tiếp tục quay trở lại test 4445 và có khả năng giá nó sẽ đi sideways trong một cái thời gian ngắn hạn nào đó để chúng ta có thể nhảy vào thị trường Ancoin. Thì nếu mà cái vùng này trụ vững ấy, thì các bạn cứ tự tin các bạn vùng 40k trụ vững thì các bạn cứ tự tin các bạn nhảy vào cái thị trường Ancoin để chúng ta ăn một cái đoạn ngắn, tức là chúng ta sẽ tươi theo kiểu là đánh ngắn, đánh nhanh thắng nhanh, và chúng ta sẽ ăn khoảng tầm 20% thôi là chúng ta chốt ra khoảng tầm 50, còn 50% còn lại để chúng ta để gồng lời. Còn trường hợp xấu mà nó phá vùng 40 thì chúng ta sẽ thoát hàng, thì chúng ta sẽ giao dịch ngắn hạn thôi chứ không hâu hoặc là không kỳ vọng nó một cái dài hạn, mà chúng ta chỉ đánh ngắn hạn và chúng ta sẽ thoát sớm khi chúng ta có lợi nhuận. Chúng ta chỉ để lại một khoảng, tức là một phần để chúng ta có đặt cái chốt lời nhân 2 nhân 3 hoặc là nhân 1 nhân 2 thì đấy là tùy các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ chốt khoảng tầm 50%. Đấy, một nửa cái số lệnh của chúng ta đi xong chúng ta mới để một nửa để gồng. Bởi vì trong một cái xu hướng thì thực ra nếu mà nhìn trên một cái xu hướng dài thì bản chất xu hướng D1 đây thì nó vẫn là một cái xu hướng giảm rất là mạnh. Đương nhiên giảm về đến đây cái vùng 40 thì thật ra cái vùng 40 là cái vùng rất là quan trọng. Mình nhận định cái vùng này rất là quan trọng, nó sẽ quyết định đến rất nhiều đến xu hướng của BTC. Thì tức là bây giờ chúng ta sẽ nhìn một cái cách dài hơi hơn, chúng ta không nhìn trong khung ngắn hạn nữa, bởi vì trong khung ngắn hạn thì đương nhiên là chúng ta có thể nhảy thấy cái nhịp hồi của BTC nó hồi lên đến vùng 4445 này là rất rõ, là có khả năng nó sẽ có khả năng nó quay trở lại đây test 4445. Đấy, và có thể là test 445 sau đó tiếp tục quay đầu đảo chiều giảm chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta nhìn một cái xu hướng trung hạn, tức là một cái hướng nhìn nó dài hơi hơn, thì vùng 40 sẽ là cái vùng quan trọng. Chúng ta đánh dấu vùng 40 là một vùng quan trọng, rất là quan trọng. Đấy, cái vùng 40 chúng ta nhận định là cái vùng quan trọng này. Thì khi mà giá nó trụ vững nhé, nó sẽ có hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là trường hợp mà giá nó trụ vững cái vùng 40 này thì khả năng nó sẽ quay trở lại, nó không phá được 40 này thì khả năng nó quay trở lại, nó test lại cái vùng cũ, đỉnh cũ này là vùng 50 cho đến vùng 53, và có thể nó phá tiếp vùng 50 53, có thể nó về đến cái vùng 59 60, thậm chí là test lại cái đỉnh cũ này. Thì nếu mà cái vùng 40 nó trụ được đấy, thì cái kịch bản giá nó quay trở lại, nó tăng, quay trở lại uptrend là có khả năng, nhưng mà cái xu hướng chính nó vẫn đang là giảm, thì mình vẫn đánh giá là nó giảm, tức là kịch bản 2. Kịch bản 2 là gì? Kịch bản 2 là nó sẽ phá vùng 40 này và nó quay trở lại test những cái vùng 36 37. Khi mà test vùng 36 37, nó phá ra 36 37 thì có thể về vùng 30. Thì cái kịch bản đi xuống thì mình vẫn đang nghiêng về cái kịch bản là nó đi xuống hơn, bởi vì xu hướng thực tế là các đỉnh đáy vẫn đang tạo thấp hơn. Xu hướng chính vẫn đang là xu hướng giảm. Mặc dù cái xu hướng này chúng ta nhìn đây là một cái xu hướng chính giảm từ 65k về 30 là xu hướng giảm. Sau đó là từ 30k hồi lên đến 50k, 53k là một cái xu hướng phụ. Xu hướng chính đang giảm. Trong những cái nhìn một cách dài hạn thì xu hướng chính đoạn từ đây là giảm này. Đoạn từ 30k trở lên 53k thì có thể coi nó là một cái sóng phụ, tức là hồi lên sau một cái đợt nhịp giảm dài thì nó hồi lên vùng 53, sau đó tiếp tục quay đầu đảo chiều đi xuống, đỉnh đang thấp hơn này. Thì bây giờ nó quay trở lại cái xu hướng nhìn mà chúng ta nhìn bây giờ, thì hiện tại giá nó vẫn đang có cái xu hướng là test lại vùng 30. Đấy, nhưng mà nó đang gặp một cái cản rất là khó ở vùng 40. Thì cái vùng 40 này là cái vùng cản mạnh và nó quyết định đến rất nhiều yếu tố của xu hướng là nó sẽ giảm tiếp hay là tăng lên. Thì như tăng lên cái kịch bản 1 mình đã nói là các bạn, nếu trụ vững vùng này, không phá nổi vùng này thì nó sẽ quay trở lại, nó tăng trở lại, nó có khả năng nó phá luôn cái đỉnh cũ 53 này để về đến vùng 59 60. Đó, thì đấy là cái kịch bản tăng. Còn kịch bản giảm là nó phá vùng 40 này thì nó sẽ test lại cái vùng gần nhất là vùng 36 37. Đấy, sau đó tiếp tục là phá nốt vùng này thì nó sẽ quay trở đầu, nó giảm về vùng 30. Đấy, thì bây giờ trong cái kịch bản này thì cái vùng 30 này thì đương nhiên mình nghĩ là nó cũng sẽ chưa phá luôn đâu, mà nó sẽ là ngoằng đây một thời gian, nó có thể tiếp tục phá 30 để về đến vùng 25 26 hoặc là vùng 20. Đấy, thì bản chất là chúng ta vẫn phải chờ đợi xem là nó phản ứng với lại cái vùng giá 40k là như thế nào. Thì khi mà nó phá hoặc là nó trụ vững thì chúng ta sẽ có những cái bước đi nó chuẩn xác hơn. Khi mà chúng ta nhảy luôn vào đây và định hướng dài nó rất là khó, bởi câu chuyện đây cũng là vùng 50. Trong cái đợt sóng này từ 30 này lên 53 này thì đây chính là cái vùng 50 này, 40k là vùng 50% này, của Fibonacci adjustment này. Thì hiện tại giá đang hồi đó, thì trong hai cái kịch bản đấy thì mình vẫn nghiêng về cái kịch bản tức là nó phá, nó tiếp tục đây nhá, mình nói đấy, khả năng nó sẽ về đây, nó hồi này đúng không, nó trụ vững đây này, nó trụ vững đây, nó sẽ có một nhịp hồi nhẹ lên này, có thể là vùng 4445 này hoặc có thể là 4647. Sau đó nó tiếp tục quay đầu, nó lại đảo chiều giảm và nó phá luôn qua vùng 40 này để về vùng 3637. 3637 mà không trụ vững thì tiếp tục về vùng 30. Thì đấy là cái kịch bản mình vẫn hướng và khả năng xảy ra nó cao hơn so với việc là nó trụ vững và nó tăng lên. Thì mình vẫn nghiêng về cái kịch bản giảm hơn, bởi vì cái xu hướng trước mắt nó vẫn đang là giảm mà, đúng không? Thì chúng ta thì đây là cái nhận định cá nhân của mình và cái tầm nhìn của mình trong cái dài hạn. Còn thực tế thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải, quan trọng nhất là vẫn phải chờ đợi xem cái vùng này nó phản ứng thế nào đã, nó có trụ vững không, nó có phá nổi không. Đó, thì cái vùng này vùng quyết định, nếu là với mình ấy, thì nó là vùng quyết định rất là nhiều. Thế nên việc của chúng ta vẫn phải chờ đợi thì mới đoán biết được, mà mới chắc chắn được là xu hướng tiếp theo nó sẽ đi về đâu. Chứ còn nó chưa phá được hoặc là chưa trụ vững được thì cũng chưa thể nói trước điều gì cả. Qua là mình cho trước các bạn là cái kịch bản của mình hướng một cách nhìn dài hạn là mình sẽ định hướng đi về đến đâu. Đương nhiên là chúng ta đoán dài thì nó sẽ rất là khó hơn trong câu chuyện là chúng ta chơi ngắn, hoặc chúng ta đoán ngắn những cái bước đi ngắn thì nó rất là đơn giản, nhưng mà đoán cả một cái xu hướng dài thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều, đòi hỏi chúng ta kiên nhẫn rồi rất nhiều thứ khác. Ok, đấy là một số cái kịch bản về cái nhìn dài hạn hơn thì mình đưa cho các bạn. Còn trong ngắn hạn thì đây mình sẽ nói lại một nữa. Trong ngắn hạn thì hiện tại đây là lần thứ hai nó test lại cái vùng 40 đúng không? Thì nó lập tức là về 40 nó thì bên mua nó mua ngược lại trở lên. Thì đương nhiên là mình dự đoán là cái lần thứ hai nó test nó không phá được thì nó sẽ có nhịp hồi. Hồi thứ nhất là nó sẽ hồi lên vùng 4445. Vùng 445 là có thể hồi về được. Còn câu chuyện nó có hồi sâu hơn không thì chúng ta phải sờ xem cái vùng kháng cự này nó xem nó thế nào đã. Nếu mà nó phá được thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó hồi lên sâu hơn. Sau đó nó có thể tiếp tục nó quay đầu đảo chiều, nó quay trở lại cái vùng 40 để nó test lại lần nữa. Có thể nó phá hoặc có thể nó lại trụ vững ở đây, nó tiếp tục nó bật lẩy lên. Đó, thì về cơ bản cái xu hướng nó trong ngắn hạn thì đấy là kịch bản nó nhìn nó gọi là đi một cái tốc độ nhìn nó trung hạn hơn, nó không quá ngắn mà nó cũng không quá dài. Thì đấy là cái kịch bản khả năng hướng giá nó sẽ đi như vậy. Còn trong khi mà mình đã có kịch bản với BTC như vậy thì chúng ta sẽ action với Ancoin như thế nào? cái xu hướng nó đi như nào rồi chúng ta lên làm thế nào để có thể kiếm được một cái khoản lợi nhuận ở trong cái đợt hồi này của BTC. Thì mình có thể tư vấn cho các bạn là gì? Là chúng ta sẽ bỏ khoảng tầm từ 50 đến 70% tài khoản. Chúng ta nhảy vào chúng ta mua Ancoin. Thực ra khi mà BTC nó hồi thì mình nghĩ là đa phần Ancoin cũng sẽ hồi theo thôi. Thì bản chất là hầu như là mua con nào cũng được, chỉ trừ tránh những con thứ nhất là nó đã bay rất là cao rồi. Nó đã bay rất là xa rồi, nhân 5 nhân 6 rồi thì các bạn tránh những con đấy ra. Và thứ hai là chúng ta phải mua ở những cái vùng hỗ trợ kháng cự, tức là chúng ta mua ở hỗ trợ, bán ở kháng cự. Thì việc là chúng ta phải xem được cái biểu đồ của con nào nó đang về cái vùng hỗ trợ, cái vùng đáy trước mà nó đã tạo. Những cái vùng mà hỗ trợ nó cứng, nó đã test về đấy mấy lần, nó bây giờ cái nhịp giảm này nó giảm thì nó quay trở lại, nó test cái vùng đáy đấy thì chúng ta có thể nhảy vào chúng ta mua. Chia vốn ra khoảng tầm 3-4 con, chúng ta mua những con Ancoin đấy, xem những cái con như coi top như là BNB hoặc những con Polkadot chẳng hạn, những con nào nó chưa bay quá nhiều thì đấy tùy các bạn là xem tự trách cho mình để tìm những cái coin nó tiềm năng. Còn mình cũng sẽ cố gắng mình ra video những cái con coin nào có thể mua được, nhưng bản chất đánh chúng ta bây giờ chúng ta đang bắt dao rơi, chúng ta đang nhảy vào chúng ta bắt đáy, nên là câu chuyện là để mà đoán chúng được một cái kèo thì nó cũng tương đối là khó, nên là chúng ta cứ tự tin chúng ta mua những con nào mà nó ở vùng hỗ trợ đấy thì chúng ta chia vốn chúng ta mua, và chúng ta sẽ kỳ vọng về đến khoảng tầm vùng 4445. Và trong cái thời gian giá nó sẽ, tức là nó sẽ đi sideways trong đây một đoạn thời gian, thì chúng ta khi mà chúng ta đạt được lợi nhuận khoảng tầm từ 15 đến 20% một kèo thì chúng ta sẽ chốt lời khoảng tầm 50 và bỏ 50 là lại còn gồng 50% số cái khối lượng lệnh còn lại. Nhưng mà sau đó thì chúng ta cũng sẽ cố gắng chúng ta thoát sớm thôi. Đây là mục tiêu của chúng ta là đánh nhanh thắng nhanh. Chúng ta không ở lâu bởi vì là chúng ta chưa xác nhận được cái câu chuyện là thị trường nó quay trở lại là uptrend. Chúng ta chưa xác nhận được cái việc đấy nên là chúng ta vẫn chỉ kỳ vọng là trong ngắn hạn thôi, đánh nhanh và thắng nhanh, rút gọn. Đấy, thì cái xu hướng của mình sắp tới là các bạn cứ tự tin các bạn nhảy vào Ancoin ở vùng này đi. Cái giá bây giờ Bitcoin nó vẫn chưa bay quá cao, chưa quá cao thì từ cái vùng này nó sẽ có khả năng nó sẽ hồi lên một cái nhịp hồi lên nữa, thì các bạn nhảy vào vùng này để chúng ta mua Ancoin, chia nhỏ ra mà mua và chúng ta sẽ thoát sớm khi mà chúng ta đã có lợi nhuận. Ok, đây là một số cái kịch bản mà mình muốn gửi tới các bạn. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì tiếp tục hãy cho mình một đăng ký kênh và một cái ấn quả chuông bên cạnh để nhận được những cái video sớm nhất mà mình làm. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.